Chào các em. Chào mừng các em đến với kênh môn học văn học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền đạt cho các em những thông tin kiến thức bổ ích về môn văn học để cho các em có một cái kiến thức cơ bản để học tập tốt. Hôm nay chúng ta cùng phân tích bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng vào phần mở bài về bản tuyên ngôn độc lập. Mùa thu năm 1945, cả nước ta tưng bừng trong niềm sung sướng hân hoan. Cách mạng tháng 8 thành công đã rũ bỏ khỏi vai người dân Việt Nam những xiềng xích nô lệ và áp bức. Đưa họ qua ngưỡng cửa tối tăm, bước tới vùng sáng độc lập tự do. Sáng ngày 2 tháng 9, một buổi sáng trời trong với nắng vàng ấm áp, trước hàng triệu nhân dân trên quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam tự do, độc lập và dân chủ. Bản tuyên ngôn được người viết ra trong một tâm trạng vui sướng nhất. Bằng tất cả tâm hồn và trí tuệ, bằng những xúc cảm mãnh liệt, người đã truyền đến triệu trái tim nhân dân những xung động sâu xa và thấm thía, đồng thời tuyên bố một cách vững chắc và hào hùng với thế giới về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước ta. Toàn văn bản tuyên ngôn không dài, chỉ gói gọn trong khoảng chưa đầy 1.000 chữ, nhưng vô cùng chặt chẽ và xúc tích. Bản tuyên ngôn chia làm 3 phần rõ rệt, mỗi phần một ý, liên mạch với nhau theo một bố cục chặt chẽ mạch lạc. Phần đầu bản tuyên ngôn nêu lên những chân lý về nhân quyền và dân quyền. Tác giả trích dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới, bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ và bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp đã có dụng ý sâu sắc. Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sau khi nước Mỹ đã đấu tranh giành độc lập thành công. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền cũng ra đời trong chiến thắng của cách mạng Pháp, của cách mạng của những thi dân, có những thị dân và nông dân phản kháng lại áp bức bất công. Lời lẽ của hai bản tuyên ngôn trên tự thân đã nêu lên những chân lý, là đại diện cho những cuộc cách mạng có tính tiên phong của những nước có ảnh hưởng lớn trên thế giới, nên mang tính công pháp quốc tế, khiến cho không ai có thể phủ nhận tính đúng đắn của chúng ta. Ta có thể thấy sự hiểu biết và cân nhắc kỹ càng của vị chủ tịch khi trích dẫn những chân lý đó. Hơn thế, người còn vận dụng sáng tạo, suy rộng ra. Câu ấy có nghĩa là tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Người đã đi từ khái niệm con người sang khái niệm dân tộc một cách tổng quát hơn và cũng đầy thuyết phục. Điều đáng nói hơn nữa là ngay ở đoạn đầu này cũng chính là lời trích dẫn bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền đã tỏa ra sức chiến đấu mạnh mẽ, tiềm tàng của tuyên ngôn độc lập. Bởi vì chính phủ Pháp
chính phủ phụng sự cho tinh thần của tuyên ngôn nhân quyền. Đầy lẽ phải kia lại đang thi hành những hành động trái ngược hẳn. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Rõ ràng qua cách lập luận như thế, một sự thật được phơi bày một cách hiển nhiên. Bản chất của thực dân Pháp ở Việt Nam là trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Kết thúc phần này là một câu khẳng định ngắn gọn và đầy sức thuyết phục. Mở rộng hơn, phần 2 liệt kê ngắn gọn và đầy đủ những tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra. Trên đất nước ta trong suốt gần 100 năm đô hộ, trước tiên, chúng tước đoạt tự do chính trị, tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút quyền tự do dân chủ nào. Chúng thẳng tay chèm giết những người tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc để ngăn cản việc thống nhất của nước nhà, để ngăn cản cả dân tộc ta đoàn kết. Chỉ trong một đoạn ngắn, 21 câu, tác giả sẽ toang chiêu bài khai hóa bảo hộ, giả dối bịp bợm bấy đầu. Chúng dùng để che đậy những việc làm xấu xa độc ác, từ những hành động tàn nhẫn của thực dân Pháp như khủng bố Việt Minh, giết những người tù chính trị, tác giả dẫn dắt chúng ta đến những hành động nhân đạo. Chúng ta chống phát xít, chúng ta đứng về phía mặt trận dân chủ chống phát xít. Chúng ta có vai trò và vị trí xứng đáng trước thế giới, chính do sức mạnh tự thân của dân tộc. Tự do vừa giành được ấy thật là vô giá. Để có được nó, nhân dân ta đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu xương máu và tâm huyết. Ấy thế mà vẫn còn bao nhiêu thế lực thù địch, thù trong giặc ngoài đến. Lúc bấy giờ đang lăm le bóp chết sự sống mới hình thành của nước Việt Nam non trẻ. Hiểu được điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt nhân dân nêu lên lời tuyên bố trịnh trọng và quyết liệt. Đây là bản tuyên ngôn độc lập lần đầu tiên tuyên bố với thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới, đánh dấu một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do cho một dân tộc bất khuất kiên cường. Nó đánh dấu thắng lợi đầu tiên của một nước thuộc địa châu Á. Mặt khác, bản tuyên ngôn coi là một áng văn minh. Bản tuyên ngôn coi là một áng văn chính luận mẫu mực, đanh thép và lôi cuốn, ở lý lẽ và lập luận chặt chẽ. Ở từ ngữ, hình ảnh dễ cảm diễn cảm chính xác mạnh mẽ, ở câu văn gọn gàng mà sắc, giản dị và hùng hồn. Đã vừa cảnh cáo, vạch mặt kẻ thù, vừa khích lệ, động viên tinh thần nhân dân và tranh thủ sự đồng tình quốc tế.
Các em, chúng ta cùng phân tích bài thơ Việt Bắc. Chúng ta lập dàn ý chi tiết cho bài thơ Việt Bắc của Tố Hiếu, chia ra làm 3 phần. Phần 1, mở bài. Chúng ta sẽ giới thiệu khái quát về tác giả Tố Hữu. Tác giả là một nhà thơ lớn, một nhà thơ trữ tình chính trị. Thơ của ông luôn phản ánh những chặng đường đấu tranh gian khổ, song cũng nhiều thắng lợi của dân tộc. Giới thiệu bài thơ Việt Bắc, chúng ta nói về hoàn cảnh sáng tác và nội dung chính của bài thơ. Phần 2, thân bài. Ý nghĩa của nhan đề. Việt Bắc là một địa danh, là cái nôi của cách mạng Việt Nam tiền khởi nghĩa, là cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp. Việt Bắc là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa cán bộ cách mạng và đồng bào nơi đây. Lời của người ở lại. 8 câu thơ đầu là tâm trạng lưu luyến bị dịn trong buổi chia tay. 4 câu trên sử dụng điệp cấu trúc mình về mình có nhớ, là lời ướm hỏi khơi gợi lại những kỷ niệm về 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, về thiên nhiên Việt Bắc nghĩa tình. Cách xưng hô mình ta như lời tâm tình của đôi lứa yêu nhau khiến cuộc chia tay trở nên thân mật giản dị. Cách xưng hô còn gợi nhớ đến những câu đối đáp trong điệu hát giao duyên, khiến những câu thơ nói về cách mạng không khô khan mà trở nên đằm thắm và sâu lắng. 4 câu thơ tiếp là nỗi lòng lưu luyến của cả người ở lại và ra đi, thể hiện qua những từ ngữ diễn tả tâm trạng trực tiếp, già diết, bâng khuâng, bồn chồn. Không khí buổi chia tay thân tình gần gũi, áo chàm cầm tay nhau. Mười hai câu tiếp theo, với việc sử dụng điệp từ nhớ là lời nhắn nhủi dưới hình thức câu hỏi. Nhớ đến thiên nhiên, núi rừng Việt Bắc, trong những ngày kháng chiến, mưa nguồn, suối lũ, mây mù, chám bụi mang mai. Nhớ đến những ân tình trong khó khăn gian khổ, miếng cơm chấm muối nhưng vẫn đậm đà lòng son. Nhớ đến quãng thời gian hoạt động cách mạng kháng Nhật, Việt Minh, Tân Trào, Hồng Thái, v.v. Đại từ xưng hô mình. Thể hiện sự gắn bó, thân thiết giữa kẻ ở người đi. Nó giống như cách xưng hô tâm tình, thủ thỉ chân thành. Lời của người ra đi. Bốn câu thơ tiếp khẳng định nghĩa tình thủy chung mặn mà, ta với mình với ta. Thể hiện sự gắn bó, thấu hiểu nhau giữa người đi kẻ ở. Người đi bày tỏ nỗi nhớ đến thiên nhiên Việt Bắc. Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương, bàn khói cùng sương, rừng nứa bờ tre. Thiên nhiên Việt Bắc qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Nhớ đến con người Việt Bắc. Những con người dù gian khó vất vả nhưng vẫn có tấm lòng thủy chung, cùng chia sẻ mọi đắng cay ngọt bùi. Trong kháng chiến, chia củ sắn lùi, bớt cơm xe nửa, bát cơm xe xẻ nửa,
chăn xôi đáp cùng. Nhớ đến những kỷ niệm ấm áp giữa bộ đội và đồng bào Việt Bắc, lớp học y tờ, giờ liên hoan, ca vang núi đèo. Những hình ảnh những con người mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của người lao động, người mẹ, cô em gái. Những hình ảnh quân nhân, quân dân Việt Bắc đoàn kết đánh giặc. Ta cùng đánh Tây, cả chiến khu một lòng. Khí thế hào hùng của nhân dân ta trong các trận đánh rầm rập như là rất đất rung. Quân đi điềm điệp trùng trùng, dân công đỏ đuốc từng đoàn, vân vân. Nhớ những chiến công, những niềm vui thắng trận, tin vui thắng trận trăm miền núi hồng. Chúng ta có nhận xét, nhịp thơ dồn dập như âm hưởng bước hành quân. Hình ảnh kỳ vĩ, tất cả tạo nên một bức tranh sử thi hoành tráng, để ca ngợi sức mạnh của nhân dân anh hùng. Niềm tự hào, niềm tin gửi gắm Việt Bắc. Những hình ảnh tươi sáng nơi nguồn cội của cách mạng. Ngọn cờ đỏ thắm, rực rỡ, sao vàng, có Trung ương Đảng, có Chính phủ và có Bác Hồ. Đoạn thơ thể hiện niềm tin vào sức mạnh, khả năng lãnh đạo của Đảng trong các cuộc cách mạng, niềm tự hào và những chiến công Việt Bắc. Phần 3, chúng ta đến với phần kết bài. Chúng ta sẽ khái quát giá trị nghệ thuật sử dụng thể dân tộc, thể thơ lục bát để nói về tình cảm cách mạng, đường lối đối đáp, sử dụng đại từ xưng hô linh hoạt, mình ta, ngôn từ mộc mạc giàu sức gợi. Khái quát giá trị nội dung bài thơ lạ Bản Anh Hùng Ca. Về cuộc kháng chiến là bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến. Chúng ta cùng vào phân tích bài thơ nhé. Tô Hữu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca Việt Nam nói chung và nền thơ ca cách mạng nói riêng. Thơ của ông luôn song hành cùng với những cuộc cột mốc cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, bài thơ Việt Bắc được in trong tập thơ cùng tên được xem là một đỉnh cao của nhà thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Việt Bắc là mở đầu phần 1 của bài thơ Việt Bắc, vốn dĩ viết về hoàn cảnh chia tay của quân và dân ta đầy lưu luyến, bỉn dịn giữa kẻ ở người đi. Những con người đã từng gắn bó lâu dài. 15 năm từ năm 1945 đến năm 1954. Với biết bao nghĩa tình sâu nặng sau chiến thắng năm 1954. Tác phẩm này chất chứa trọn vẹn phong cách thơ đặc trưng của Tố Hữu. Bài ca trữ tình chính trị với tính đậm đà dân tộc được thể hiện đặc sắc qua cả nội dung và nghệ thuật. Mở đầu là lời của Việt Bắc, là lời của người ở lại như thể hiện sự níu kéo đầy tiếc nuối với người ra đi. Mình về, mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không,
nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Câu hỏi tu từ: mình có nhớ ta? Mình có nhớ không? Tự chừng là không sâu sắc. Nhưng đây chính là lời ướm hỏi, nhắc nhở về kỷ niệm 15 năm ân tình, muốn khơi gợi kỷ niệm trong lòng của người ra đi. Những cặp tình nhân, những đôi trai gái khi xa nhau đều thiết tha mà nói lời này. Cặp đại từ mình ta khiến liên tưởng đến những câu ca dao đối đáp trao duyên. Ở đây Tố Hữu đã mượn hình thức đối đáp bình dị này, còn nội dung thì đổi mới. Nội dung thì đổi mới, sáng dự ý thức về cội nguồn. Cội nguồn của những kỷ niệm trong những ngày kháng chiến hay tình cảm quân dân. Cặp đại từ này cũng thể hiện được phần nào sự gắn bó thân mật, đầy yêu thương của quân dân ta. 15 năm ấy là quãng thời gian gắn bó giữa Việt Bắc với cán bộ cách mạng, kết hợp với cụm từ chỉ sắc thái, tâm trạng, thiết tha mặn nồng, thể hiện mối quan hệ này bao nhiêu ân tình, bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Điệp từ nhớ lặp đi lặp lại mang sự tha thiết, day dứt và trăn trở trong nỗi nhớ đối với những người, những kỷ niệm đã từng gắn bó. Nghệ thuật liệt kê kết hợp các cặp từ sóng đôi, cây, núi, sông, nguồn như muốn nhắn nhủ và khẳng định mối quan hệ này không thể tách rời như cây với núi, như sông với nguồn. Và đây cũng chính là hình ảnh cội nguồn của những kỷ niệm, những nỗi nhớ gắn bó với núi rừng Việt Bắc. Ở những câu tiếp theo chính là lời đáp của người ra đi. Lời của cán bộ cách mạng đối với Việt Bắc cũng bày tỏ tâm trạng bâng quâng, lưu luyến trong buổi phân ly. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng quâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Sử dụng các từ lái tha thiết, bâng khuâng, bồn chồn cùng với cử chỉ cầm tay nhau diễn tả tâm trạng xúc động, lưu luyến đến nghẹn ngào không nói lên lời, dùng lối nói phiếm chỉ tiếng ai, kết hợp hình ảnh hoán dụ áo chàm gợi hình ảnh đồng bào Việt Bắc gần gũi thân thương nghĩa tình, kết thúc bằng hình thức câu bỏ lửng, nhịp thơ 332, thể hiện một tâm trạng không thể lý giải được, không đành lòng để cho người đi, làm trực trào nhớ thương những kỷ niệm buổi phân ly ra diết đến nao lòng. Những câu hỏi của Việt Bắc khiến những kỷ niệm ở vùng đất này ùa về, dồn dập đến choáng váng. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những ngày những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu,
miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Mình về rừng núi nhớ ai? Chám mùi để rụng, măng mai để già. Mình đi, có nhớ những nhà hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Mình về có nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật, nhớ thỏa còn Việt Minh. Mình đi, mình có nhớ mình, tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Gợi kỷ niệm về những ngày tháng gian khổ với mưa nguồn, mưa nguồn suối lũ, mây cùng mù. Rồi những kỷ niệm về những ngày đầu cách mạng gian khổ, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đồng công, đồng cam cộng khổ, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Có như không mà nhắc đến tình cảm, ân tình thủy chung, ấm áp, hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Gây nhớ đến những cao trào cách mạng, những địa danh thiêng liêng của lịch sử đất nước. Khi đi, nhớ khi kháng Nhật, thở còn Việt Minh. Tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Lời Việt Bắc hỏi chính là để đánh thức, nhắc nhở người về xuôi, đừng quên những kỷ niệm. Song bên cạnh đó, cũng là để bày tỏ tâm trạng, sự nhớ thương, trống vắng trong lòng kẻ ở lại. Rừng núi nhớ ai? Chám bùi để rụng, măng mai để già. Những điệp ngữ mình đi có nhớ, mình về có nhớ, vang lên một cách dồn lập dập. Liên tiếp đã nói lên điều đó. Sự lo âu băn khoăn, liệu người ra đi còn có nhớ, có còn giữ những kỷ niệm xưa, hay là sẽ chối bỏ, sẽ lãng quên. Mình đi, mình có nhớ mình. Nghệ thuật nhân hóa cùng hoàng loạt điệp ngữ kết hợp, bao hoài niệm tha thiết, đã cho thấy hình ảnh người ở lại bâng khuâng thương nhớ với cảm giác chưa nguôi đầy lưu luyến trong phút chia ly. Ta với mình với ta, lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Mình đi, mừng lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bàn khói cùng dương, sớm khuya bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngói thìa sông đáy suối lê vơi đầy. Ta đi ta nhớ những ngày, mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Hai đại từ ta, mình cứ ở gần nhau mà quấn quýt không rời. Ta với mình với ta, thật là nồng nàn, không phân ý nghĩa ra là riêng, mà nhập thành một khẳng định, sự thủy chung son sắc. Nguồn với nước rào rạt bao nhiêu, thì ta với mình nghĩa tình bấy nhiêu. Và ai cũng biết nguồn với nước là bất tận. Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu.
phép điệp cấu trúc kết hợp với điệp ngữ. Đặt ở đầu câu, nhớ gì, nhớ từng. Khẳng định người ra đi, không quên bất cứ một hình ảnh nào ở Việt Bắc. Ở thiên nhiên Việt Bắc và ở con người nơi đây. Thiên nhiên Việt Bắc là một thiên nhiên mênh mông hùng vĩ, đầy sức sống. Là một thiên nhiên vừa hiện thực vừa thơ mộng, mang nét đặc trưng của Việt Bắc. Trăng lên đến đầu núi, nắng chiều lưng nương. Hình ảnh thiên nhiên luôn hòa quyện thắm thiết với con người. Nhớ con người Việt Bắc, luôn gắn bó với thiên nhiên, luôn chăm chỉ, gần gũi, tràn đầy năng lượng, sức sống, luôn lạc quan yêu đời. Yêu lao động, con người đầy ân tình, đồng cảm cộng khổ, gắn bó với chiến sĩ cách mạng, cũng nhớ người Việt Bắc làm nũ đầy cơ cực vất vả. Nhớ con người Việt Bắc như vậy thể hiện sự xót xa của tác giả với những cực khổ của đồng bào. Rồi lại nhớ cuộc sống và những ngày tháng sinh hoạt ở chiến khu. Dù cuộc sống kháng chiến có gian khổ, thiếu thốn, nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Những sinh hoạt học tập, liên hoan, không gian thanh bình, êm đềm. Một trong những đặc sắc của Việt Bắc chính là bức tranh tứ bình đầy màu sắc. Qua lời kể của các anh chiến sĩ, bức tranh thiên nhiên hiện lên một cách sinh động đầy rực rỡ. Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người. Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh sao gầy thắt lưng. Ngày xuân mở nắng mơ nắng, mơ nở trắng rừng. Nhớ người đan nón, chút từng sợi giang, ve kêu sừng phách đổ vàng. Nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Người xa đi khẳng định nỗi nhớ trong lòng mình. Hình ảnh hoa cùng người cho thấy thiên nhiên và con người Việt Bắc luôn gắn bó hài hòa, là đối tượng của nỗi nhớ. Mùa đông nơi đây là màu xanh bạt ngàn của núi rừng Việt Bắc, đâu đó được điểm tô và thắp sáng bởi màu đỏ tươi của hoa chuối. Câu thơ tả cảnh mùa đông nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm. Hình ảnh hoa chuối đỏ tươi như xua đi cái lạnh lẽo nơi núi rừng, mang lại cảm giác ấm áp gần gũi thân thương. Nơi đây hình ảnh con người xuất hiện với tư thế bản lĩnh đầy tự tin nơi đèo cao. Con dao đi rừng phản quang bởi ánh mặt trời chiếu vào, làm hình ảnh của con người rực sáng trở thành trung tâm bức tranh. Mùa xuân thơ mộng với màu trắng tinh khiết của hoa mơ. Cả núi rừng tràn ngập một màu trắng, nở trắng rừng, tạo ấn tượng mạnh mẽ
dường như màu sắc vận động khoác lên Việt Bắc một tấm áo mới, hình ảnh đầy sức sống bừng dậy, cho thấy tâm trạng náo nức khi mùa xuân tới. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Mình mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả khiến khu một lòng. Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ, phủ thông đèo Giàng. Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng, nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà. Vào giai đoạn đầu khi cách mạng còn yếu, thì thiên nhiên Việt Bắc với rừng núi mênh mông, hùng vĩ trở thành bạn của quân nhân dân ta, chở che cho bộ đội ta, cùng quân và dân ta vây đánh giặc. Tô Hữu sử dụng biện pháp nhân hóa, khiến thiên nhiên Việt Bắc sinh động hơn, có hồn hơn. Chiến công của Việt Bắc là phải nhớ đến mỗi tên sông, tên núi, tên phố. Một Việt Bắc với khí chế chiến đấu hào hùng, sôi động của cuộc kháng chiến chống giặc. Một tinh thần đoàn kết, một sự anh dũng kiên cường trong chiến đấu. Việt Bắc trưởng thành với khí thế hào hùng, sôi động của cuộc kháng chiến, của cuộc chiến đấu. Những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ ran mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Nghìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vừa lên Việt Bắc đèo re núi Hồng. Từ quá khứ, tác giả mở ra một hình ảnh đoàn quân ngày càng lớn mạnh, nối tiếp liên tục hành quân trong đêm khuya ở một không gian vô cùng rộng lớn. Nghệ thuật so sánh kết hợp với những từ lấy đã diễn tả lực lượng đông đảo, sự lớn mạnh cùng khí thế hào hùng của quân đội ta. Nếu hình ảnh đoàn quân điệp điệp trùng trùng như gợi tưởng tới những dãy núi nối tiếp nhau không dứt là một hình ảnh có tính mạnh mẽ, thì hình ảnh ẩn dụ ánh sao đầu súng là một tứ thơ đẹp, trữ tình để liên tưởng đến lý tưởng cách mạng, soi sáng dẫn đường, và thiên nhiên Việt Bắc như người bạn đồng hành với các chiến sĩ cách mạng. Những bó đuốc đỏ rực của đoàn quân, đoàn dân soi đường kết hợp với hình ảnh phóng đài, bước chân nát đá thể hiện sức mạnh lực lượng đông đảo và tinh thần
quyết tâm, cùng trái tim rực cháy, đạt bằng mọi gian khổ trông gai. Là một bức tranh về ban đêm mà không hề tối tăm, ánh sáng đèn pha xua đi bóng tối. Nghệ thuật so sánh như ngày mai lên, kết hợp với nhịp thơ mạnh mẽ dồn dập, đã thể hiện được niềm tin tưởng lạc quan vào tương lai tươi sáng của đất nước. Nhớ Việt Bắc cũng nhớ đến niềm vui chiến thắng, tin thắng trận từ mọi nơi trên đất nước báo về. Đây cùng từ đây mà lan truyền ra. Nghệ thuật liệt kê các địa danh gắn liền cùng với chiến thắng, nhịp điệu thơ sôi nổi, dòng thơ nao nức say mê, thể hiện niềm tự hào vui sướng chiến thắng. Ai về, ai có nhớ không? Ngọn cờ đỏ thắm, gió lồng cửa hàng, nắng trưa rực rỡ sao vàng, trung ương chính phủ luận bàn việc công, điều quân chiến dịch thu đông, nông thôn phát động giao thông mở đường, giữ đề phòng hạn thu lương, gửi sao miền ngược thêm trường các khu. Ở đâu u ám quân thù, nhìn lên Việt Bắc cụ hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền. 15 năm ấy ai quên, quê hương cách mạng dựng nên Cộng Hòa. Mình về mình lại nhớ ta, mái đình hồng thái cây ta tân trào. Nhớ Việt Bắc là cơ quan đầu não. Vị trí của Việt Bắc cũng như của Tố Hữu trong nền thơ ca Việt Nam là chuyện không thể bàn cãi. Bài ca vừa là sự hào hùng về kháng chiến, vừa là sự nghĩa tình trong tình cảm cách mạng quân dân này được. Để Tổ Hữu gửi gắm toàn bộ tâm tư tình cảm cũng như phong cách thơ ca của ông vào biến hóa và sáng tạo thơ Lục Bát, vừa dân dã lại vừa hiện đại, sử dụng cách đối đáp trong ca dao dân gian một cách bình dị, nhẹ nhàng mà tha thiết, vừa nhấn mạnh ý, vừa tạo ra nhịp thơ cân xứng, có nhạc điệu, thấm sâu vào tâm tư bằng cách sử dụng những tiểu đối, lời ăn tiếng nói đầy mộc mạc và giản dị. Ngôn ngữ sâu hình ảnh, đặc biệt cặp đại từ mình ta. Quen thuộc đầy sáng tạo. Các biện pháp tu từ, nhân hóa, liệt kê được sử dụng tinh tế và khéo léo. Tất cả đưa ta vào quá khứ, cùng với những kỷ niệm ngọt ngào tha thiết và tình nghĩa da diết, son sắc thủy chung.
chúng ta cùng phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Chúng ta lập giản ý của bài thơ. Mở bài. Giới thiệu về tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Ông thuộc thế hệ thơ chống Mỹ cứu nước. Thơ của ông là sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và chất triết lý. Suy tư của người trí thức về đất nước con người. Giới thiệu về bài thơ Đất nước được trích trong trường ca Mặt đường khát vọng là một bài thơ có chất triết lý sâu sắc, thể hiện tư tưởng đất nước của nhân dân. Phần 2 thân bài. Đất nước được cảm nhận từ phương diện lịch sử, văn hóa, chiều sâu của không gian, chiều dài của thời gian. Đất nước có từ bao giờ? Tác giả đã khẳng định một điều tất yếu. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Điều này thôi thúc mỗi con người muốn tìm đến cội nguồn đất nước. Đất nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi trong đời sống của người Việt Nam từ xa xưa, ngày xưa ngày xưa. Gợi nhớ đến câu mở đầu, các câu chuyện nhân gian, miếng trầu. Gợi nhớ tục ăn trầu của người Việt và chuyện cổ tích trầu cau. Tóc mẹ thì búi sau đầu. Thói quen búi tóc của những người phụ nữ Việt Nam. Thương hâu bằng gừng, cay, muối mặn. Thói quen tâm lý, truyền thống, yêu thương của dân tộc. Đất nước trưởng thành cùng quá trình lao động sản xuất. Cái kèo, cái cột thành lệ thành tên. Một nắng hai sương. Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Nhận xét. Tác giả có cái nhìn mới mẻ về cội nguồn đất nước. Đất nước bắt nguồn từ chiều sâu văn hóa, văn học, lịch sử và truyền thống dân tộc. Định nghĩa về đất nước. Về phương diện không gian địa lý, tác giả tách riêng hai yếu tố đất và nước để suy tư một cách sâu sắc. Đất nước là không gian riêng, từ quen thuộc gắn với không gian sinh hoạt của mỗi con người. Nơi anh đến trường, nơi em tắm, gắn với kỷ niệm tình yêu lứa đôi, nơi em đánh rơi, thương thầm. Đánh nước là không gian bao la trù phú, không gian sinh tồn của cộng đồng qua bao thế hệ. Đất là nơi con chim phượng hoàng, dân mình đoàn tụ. Nhìn đất nước được nhìn xuyên suốt chiều dài lịch sử từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Trong quá khứ, đất nước là nơi thiêng liêng, gắn liền với truyền thuyết, thuyền thoại. Đất là nơi chim về trong bọc trứng. Trong hiện tại, đất nước có trong tấm lòng mỗi con người. Mỗi người đều thừa hưởng những giá trị của đất nước. Khi có sự gắn kết giữa mỗi người, đất nước sẽ nồng thắm, hài hòa, lớn lao. Đó là sự gắn kết giữa cái riêng và cái chung.
trong tương lai, thế hệ trẻ sẽ mang đất nước đi xa. Đến những ngày mơ mộng, đất nước sẽ trường tồn bền vững. Suy tư về trách nhiệm của mỗi cá nhân với đất nước. Phải biết gắn bó và san sẻ, đóng góp hy sinh để góp phần xây dựng đất nước. Nhận xét qua cái nhìn toàn diện của nhà thơ, đất nước hiện lên vừa gần gũi thân thuộc. Hai nhỏ, tư tưởng cốt lõi, cảm nhận về đất nước của nhân dân. Thiên nhiên địa lý của đất nước không chỉ là sản phẩm của tạo hóa, mà được hình thành từ phẩm chất và số phận của mỗi người, là một phần máu thịt tâm hồn con người. Nhớ tình nghĩa yêu thương thủy chung mà có hồn hòn vọng phu, hòn chống mái. Nhớ tinh thần bất khuất, anh hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước, mà có những ao đầm, di tích lịch sử vì quá trình dựng nước. Nhớ truyền thống hiếu học mà có những núi bút non nghiêng nghiêng. Nhân dân làm nên lịch sử 4.000 năm. Họ là những người con trai, con gái bình dị, nhưng luôn thường trực tình yêu nước. Tác giả nhấn mạnh đến những con người vô danh làm nên lịch sử, khẳng định vai trò của mỗi cá nhân với lịch sử dân tộc. Nhân dân tạo ra và giữ gìn những giá trị vật chất, tinh thần cho đất nước, văn hóa, truyền hạt lúa, truyền lửa, truyền giọng nói, gánh theo tên xã, tên làng. Từ đó xây dựng nền móng phát triển đất nước lâu bền. Tư tưởng cốt lõi cảm hứng bao trùm cả đoạn trích. Đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao huyền thoại. Đất nước ấy thể hiện qua tâm hồn con người, biết yêu thương, biết quý trọng, tình nghĩa, công sức và biết chiến đấu vì đất nước. Nhận xét về nội dung đoạn trích, đất nước đã thể hiện cái nhìn mới mẻ về đất nước trên nhiều bình luận, văn hóa, lịch sử, địa lý, dựa trên tư tưởng cốt lõi, đất nước của nhân dân. Về nghệ thuật, sử dụng đa dạng và sáng tạo, chất liệu văn hóa dân gian, ngôn ngữ giàu chất suy tư, triết luận sâu sắc. Kết bài khẳng định lại giá trị của đoạn trích. Đoạn trích đã nhấn mạnh tư tưởng đất nước của nhân dân, thể hiện tình yêu nước của tác giả, đánh thức tinh thần yêu nước trong mỗi con người. Nêu cảm nhận riêng về đoạn trích đất nước và có liên hệ thực tiễn đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay với đất nước. Chúng ta cùng vào phân tích bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Đất nước là một trong những bài thơ hay nói về khát vọng yêu nước trong mỗi một con người Việt Nam. Dưới đây là bài phân tích về các trích đoạn trong bài thơ Đất nước, trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có từ ngày đó. Nguyễn Khoa Điềm thuộc lớp thi sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Những năm 1970, năm 1971, ông sống và hoạt động tại chiến trường Trị Thiên, trường ca Mặt đường khát vọng.
được ông sáng tác vào thời gian ấy. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ mà bấy giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Nhà thơ cảm nhận đất nước trong lòng chảy thời gian đằng đẵng trên không gian địa lý mênh mông, qua sự tích trăm chứng và dỗ tổ hùng vương. Nhà thơ bằng dòng tâm tình đã dẫn hồn ta ngược thời gian 4.000 năm trở về cội nguồn của đất nước. Xin lỗi các em nhé. Xin lỗi các em. Đây là nơi chim về, đất là nơi chim về, nước là nơi sồng ở. Lạc Long Quân và U Cơ để ra đồng bào ta trong bọc trứng, hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ. Tục bới tóc xăm hình của người lạc Việt, câu ca dao, gừng cay muối mặn, nói về đạo vợ chồng, ngôn ngữ dân tộc hình thành, phát triển nên cái kèo, cái cột thành tên, công việc cấy cày làm ăn, xây, giã, dần dàng. Được chỉ rõ, cội nguồn, đất nước có từ ngày đó. Đất nước trong quá khứ mang vẻ đẹp kỳ diệu huyền thoại. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc. Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Đất nước hiện tại gắn bó yêu thương với mọi người. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Mai này đất nước nhiều mơ mộng, yêu nước là nghĩa vụ thiêng liêng. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho sáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi phong phú. Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái. Gót ngựa của tháng có thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại. 99 con voi góp mình dựng đất tổ hùng vương. Núi bút non nghiên Vịnh Hạ Long, ông đốc ông trang đều do nhân dân ta góp cho, cùng góp cho góp tên mà đất nước đẹp tươi hùng vĩ. 4.000 lớp người đã đem mồ hôi xương máu ra xây dựng và bảo vệ đất nước. Khi có giặc, người con trai xa trận, người con gái trở về nuôi cái cùng con. Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nhân dân đã sáng tạo ra đất nước và làm chủ đất nước. Họ là những con người vô danh mà vĩ đại. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm già đất nước. Nhân dân là người sản xuất, giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng. Nhân dân đã sáng tạo ra ngôn ngữ, truyền dòng điệu của mình cho con tập nói. Nhân dân đã diệt thù trong giặc ngoài,
để giữ gìn đất nước, làm cho đất nước ngày thêm giàu đẹp. Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thủ thì vùng lên đánh bại, để đất nước này là đất nước nhân dân. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Tóm lại, Nguyễn Khoa Điềm đã vận dụng sáng tạo tục ngữ ca dao, dân ca, chuyện cổ, phong tục, ngôn ngữ để cảm nhận về nguồn gốc lâu đời của đất nước. Khẳng định nhân dân vĩ đại đã sáng tạo ra đất nước và làm chủ đất nước. Trường đất nước chứa chan tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Đoạn thơ 9 câu dưới đây trích trong phần đầu của Trường đất nước thuộc trường ca Mặt đường khát vọng. Đoạn thơ đã nói lên một cách dùng đơn giản mà thấm thía về cội nguồn sâu xa của đất nước. Giọng điệu thủ thỉ tâm tình, nhà thơ gợi lên một không khí trầm lặng, như kể chuyện cổ tích, như dẫn hồn ta ngược thời gian, trở về cội nguồn của đất nước và dân tộc. Bốn chữ ngày xưa cũng rất khéo. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, mẹ thường hay kể. Chương trình học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn các em vào những bài phân tích bài thơ tiếp theo.